quý vị, thang máy là phương tiện vận chuyển thiết yếu, đặc biệt là ở những thành phố lớn nơi có những chung cư cao tầng. Nếu tính trung bình ở thành phố Hà Nội có tới hơn 2.600 chung cư, thì số lượng thang máy hoạt động thường xuyên sẽ lên tới hơn 10.000 thang máy. Trong số đó thì có hơn 1.580 chung cư cũ và luôn có nhiều vấn đề và thang máy là điều mà người dân quan tâm và lo lắng. Đặc biệt thì sau liên tiếp các sự cố liên quan đến thang máy trong thời gian qua, khiến cho nhiều người mắc kẹt, bị chấn thương hoặc là thậm chí trước đó từng có trường hợp thiệt mạng sau sự cố thang máy. Tại sao lại xảy ra tình trạng này và người dân cần làm gì để đảm bảo an toàn? Chúng tôi đã mời đến trường quay ông Vũ Tiến Thành ở công ty cổ phần thang máy Fuji Alpha Hà Nội. Cảm ơn ông ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Và trước tiên thì xin hỏi ông là thang máy gặp sự cố thì không phải là chuyện hiếm ở các chung cư, đặc biệt là những chung cư cũ và xuống cấp, thì theo ông những cái nguyên nhân nào dẫn đến việc thang máy có thể gặp những cái sự cố như vậy? Có một số nguyên nhân, nhưng mà theo tôi thì có những nguyên chính sau đây. Thứ nhất là các thang máy được các chủ sử dụng không được thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng định kỳ một cách liên tục. Thứ hai nữa là một số cái đơn vị bảo trì không đáp ứng được cái năng lực về mặt kỹ thuật. Thứ ba nữa là khi mà các đơn vị bảo trì đưa ra cái tư vấn về việc thay thế, sửa chữa định kỳ vật tư, thì một số cái đơn vị sử dụng đã không thực hiện việc thay thế theo những cái đơn vị mà có chuyên môn tư vấn. Cái thứ tư nữa là các cái vật tư thay thế thì trôi nổi, không đồng bộ. Và cái thứ năm nữa, một cái việc rất quan trọng là hầu hết các cơ sở sử dụng bây giờ không có cái người quản lý và vận hành chuyên nghiệp. Cái việc mà không có người vận hành này thì dẫn đến việc là không nắm được cái lịch sử của thang, từ đó thì không có cái tư vấn hoặc có cái kế hoạch sửa chữa cái thang máy cái một cách an toàn hiệu quả. Vâng, như những số liệu lúc đầu mà chúng ta tham khảo thì có thể thấy rằng là thang máy là một cái phương tiện vận chuyển thiết yếu, chẳng khác gì như là chúng ta đi ô tô, xe máy hay là máy bay cả. Và những cái tiêu chuẩn về quy định an toàn của nó thì có được một cái đơn vị nào đó giám sát hay là theo dõi hay không ạ? Ở Việt Nam thì hiện tại thì thang máy là một trong 30 cái thiết bị mà yêu cầu bắt buộc phải kiểm định. Các chủ sử dụng thì bắt buộc phải kiểm định lần đầu hoặc kiểm định định kỳ theo cái yêu cầu của theo cái thông tư số 54/2016 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thì tất cả các thang máy đều được phải kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ. Kiểm định lần đầu là sau khi lắp đặt và trước khi đăng ký và trước khi bàn giao cho đơn vị sử dụng. Kiểm định định kỳ thì được thực hiện trước khi cái lần kiểm định trước hết hạn và kiểm định bất thường khi mà cái thang máy được tiến hành thay thế vật tư hoặc là sửa chữa mà đến các có ảnh hưởng đến các thành phần hay là có các cái thiết bị mà ảnh hưởng đến an toàn của thang máy hoặc là kiểm định bất thường theo cái yêu cầu của đơn vị có cơ quan liên quan có thẩm quyền. Đối với các thang máy thì thời hạn kiểm định định kỳ thì không quá là 3 năm. Còn đối với các thang máy mà sử dụng trên 10 năm rồi hoặc các thang máy mà sử dụng trong môi trường ăn mòn hoặc trong cái môi trường mà làm việc với tần suất cao thì cái thời hạn kiểm định định kỳ là không quá 2 năm. Còn đối với các thang máy mà hoạt động trên 20 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là không quá 1 năm. Thời hạn kiểm định có thể rút ngắn hơn nữa dưới cái mức đấy tùy thuộc hay là tùy theo cái đề nghị của đơn vị sản xuất, đơn vị sử dụng hoặc là đơn vị thực hiện cái công tác kiểm định. Thế còn cái thời gian bảo hành, bảo trì rồi kiểm tra định kỳ hàng tháng thì nó sẽ có bắt buộc hay không ạ? Tất cả thang máy ở Việt Nam thì đều tuân thủ theo cái tiêu chuẩn Việt Nam. Thang máy điện thì tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam 6395/2008. Các thang máy đã đưa vào sử dụng thì bắt buộc phải được bảo trì và cái số lần bảo trì thì không quá 2 lần trên 1 tháng. Vâng, nếu như mà thang máy có sự cố thì cái việc này thì trách nhiệm sẽ thuộc về bên sử dụng là chủ đầu tư của tòa nhà hay là của bên bảo hành, bảo trì ạ? Tùy trong từng trường hợp. Nếu đơn vị sử dụng không thực hiện cái việc bảo trì thang máy thường xuyên hoặc không kiểm định định kỳ thang máy thì đấy là trách nhiệm của đơn vị sử dụng. Vâng. Ngược lại, nếu đơn vị thực hiện bảo trì không làm tốt công việc của mình, không tư vấn cho khách hàng thì đấy cũng một phần trách nhiệm của cái đơn vị thực hiện công tác bảo trì.
Vâng, được biết là khi mà thang máy rơi thì sẽ có một cái cơ chế là có cái phanh để giữ thang máy hãm phanh cái việc mà rơi xuống tự do. Vậy thì tại sao trong cái trường hợp gần đây nhất là có một cái thang máy lại rơi tự do từ tầng 5 xuống tầng 1 ạ? Cái việc này thì là do cái lỗi kỹ thuật gì ạ? Tất cả các thang máy thì được cấu tạo thì bao gồm có hai bộ phanh, thiết kế của thiết bị có hai bộ phanh. Bộ phanh đầu tiên là bộ phanh điện thì được gắn trên động cơ và một bộ phanh nữa là bộ phanh cơ khí hay còn gọi là cái bộ khống chế tốc độ. Đấy. Khi mà thang hoạt động thì bộ phanh điện sẽ hoạt động để cho thang phép dây thang di chuyển. Còn bộ phanh cơ khí hay là bộ hạn chế tốc độ thì khi mà thang mà hoạt động với hoặc là mình nói là thang rơi với cái tốc độ cabin di chuyển lớn hơn 115% thì cái phanh cơ khí này sẽ hoạt động và sẽ giữ lại, giữ cabin lại để nhằm an toàn cho người sử dụng, người đi trong cabin thang máy. Trong trường hợp cụ thể vừa rồi thì theo tôi có hai nguyên nhân có thể xảy ra hiện được vừa rồi. Thứ nhất là cái bộ khống chế tốc độ không làm việc, hoặc và nguyên nhân thứ hai nữa là cái tốc độ thang cabin di chuyển chưa đạt đến cái tốc độ mà cái bộ khống chế tốc độ hay bộ phanh cơ đấy hoạt động. Vâng, và trong trường hợp này thì thường là nó sẽ xảy ra những cái tình huống như thế nào? Như chúng ta đã biết trên truyền hình rồi thì đã xảy ra một số cái tai nạn chấn thương cho người đi trong thang máy. Và nếu mà chúng ta muốn giảm thiểu những cái thiệt hại cho người ở trong thang máy trong trường hợp thang máy gặp sự cố thì chúng ta phải làm những việc gì ạ? Đầu tiên là đối với các đơn vị sử dụng thang máy thì phải thường xuyên có một cái hợp đồng bảo trì dịch vụ thường xuyên và liên tục và cố gắng chọn những đơn vị uy tín và có một cái năng lực đảm bảo để thực hiện cái việc bảo trì và tư vấn cho mình. Thứ hai nữa là đối với người sử dụng thì mình nâng cao ý thức sử dụng lên, nên các cụ bà của bền tại người. Khi mà mình sử dụng tuân thủ theo cái tính năng của thang máy thì sẽ an toàn cho người sử dụng. Vâng, có một cái số những cái tình huống để ứng phó trong những trường hợp mà thang máy gặp sự cố thì anh có thể giúp khán giả có thêm những cái kiến thức về việc này được không? Khi các bạn đi trong thang máy bị kẹt thì thứ nhất là cái việc đầu tiên các bạn phải thực sự bình tĩnh. Nhiều khi các bạn hoảng loạn thì nếu trong trường hợp cabin có nhiều người thì khi các bạn hoảng loạn do hiệu ứng ảnh hưởng tâm lý đám đông, các bạn có thể gây đến ảnh hưởng cho các người khác và tất cả các người, mọi người trong cabin đều bị hoảng loạn thì cũng điều đó cũng rất là nguy hiểm. Cái việc đầu tiên là các bạn phải thật sự bình tĩnh. Trong trường hợp mà mình đi trong thang máy là mà bị kẹt trong thang máy mà bị mất điện mà mình có thể dùng những cái thiết bị chiếu sáng tạm thời như là mình có sẵn, như bây giờ điện thoại ai cũng có thì mình có thể dùng điện thoại để chiếu sáng tạm thời. Thứ hai nữa là khi mà bị kẹt thì mình, các bạn sẽ ấn vào cái phím kích mở cửa. Bởi vì thường thì khi bị kẹt thang máy các bạn thường rất là hoảng loạn và ấn loạn xạ các phím trong thang máy. Việc đó thì không tốt. Nếu các bạn ấn vào cái phím kích mở cửa mà cửa tự động mở ra thì các bạn chờ cho cửa mở hết ra và nhanh chóng thoát ra ngoài. Trong trường hợp mà cửa không tự mở ra thì các bạn ấn trong cái phím có biểu tượng là cái hình chuông hoặc cái hình điện thoại. Thì sau khi các bạn ấn như thế thì sẽ liên lạc báo cho được cái bộ phận quản lý thang máy tại các tòa nhà, tại các khu chung cư, thì cái đội quản lý kỹ thuật đấy người ta sẽ hỗ trợ cứu hộ các bạn ra. Cái thứ ba nữa là các bạn chờ cho cái bộ cứu hộ tự động hoạt động. Vâng. Bởi vì hầu hết các thang máy thì đều được trang bị cái bộ cứu hộ tự động. Bộ cứu hộ tự động làm gì? Thì nó làm nhiệm vụ là đưa, khi bị mất điện thì đưa về cabin về tầng bằng tầng và mở cửa cho mọi người ra. Đối với chúng tôi thì công ty cổ phần thang máy Fuji thì vâng, tất cả 100% thang máy đều có cái tính năng này. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, và cảm ơn những thông tin chi tiết mà anh đã đưa đến cho chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.